Xin cảm ơn tất cả mọi người học viên K25 đã tham gia hết 3 ngày học TikTok China cùng với lại Duẩn và đội nhóm. Xin mời bạn Trần Thị Ánh hãy cho Duẩn một vài cái cảm nhận về lớp học. Tốt hay xấu cũng đều nói nhá. Ví dụ chửi thầy gì láo quá, thầy mất dạy quá thì nói hết nhá. Xin chào thầy và xin chào tất cả mọi người. Đầu tiên đó là em biết được về cái sự phát triển của cái thị trường TikTok, bởi vì trước đây em không biết về TikTok nhiều. Nên là hai nữa là những cái công nghệ, những cái app và những cái Là web cái gì? mà để Cụ thể cái gì nói chung chung không được. Cụ thể là cái gì? cụ Dùng này. thể là ví dụ như là lần đầu tiên, vì bây giờ khi mà học thầy thì em mới biết đến những cái ứng dụng, ví dụ như là sử dụng cái TikTok, à cái nhà CapCut của Trung Quốc ạ. Hay là dùng cái vào những kênh TikTok của Trung Quốc. Trước đây biết kênh TikTok Trung Quốc nhưng mà không biết tải về như thế nào, không biết dùng. Rồi là tìm kiếm những cái nội dung, thầy cũng hỗ trợ cho rất là nhiều những ý tưởng, ví dụ như mình đang kinh doanh chủ đề gì hoặc lĩnh vực gì thì thầy hướng dẫn rất cụ thể cái nội dung để em có thể xây được cái kênh, định hướng được cái kênh của mình xây dựng. Và học cái phần livestream thì rất là thích. Thầy cũng cho rất là nhiều các cái kiến thức cũng như tài liệu rất là giá trị để mà có thể làm livestream. Thì anh tham gia khóa học của thầy khóa K25 ấy, thì qua 3 buổi học thì em cảm nhận buổi các cái kiến thức của thầy dạy rất là hay. Và thầy nói chung là thầy dạy rất là kỹ, rất là tỉ mỉ, những cái gì những ai mà không biết thầy chỉ gần như là cầm tay chỉ việc. Và hai nữa là với em nghĩ rằng là với cái chi phí khóa học như này mà được cái số lượng kiến thức như thế và thầy cho rất là nhiều những tài liệu bổ ích, nên là em thấy là cái khóa học này rất là giá trị với em. Ok, xin cảm ơn anh. Tuyệt vời, xin cảm ơn em nha. Em cảm ơn thầy ạ. Xin mời Ngan Ngỗ. Xin chào thầy, em chào cả lớp ạ. Thì theo cảm nhận của em thì cái khóa học K25 này biết tới thầy Duẩn là rất là tuyệt vời, thầy trao cho em rất là nhiều kiến thức giá trị. Tất nhiên là chắc là có lẽ là mọi người cũng có thể là có rất nhiều người thầy, nhưng với em thì người thầy mà để dẫn đường cho em, chỉ cho em từng cái mà di cái con chuột này cũng là thầy cầm tay chỉ việc luôn ấy, thì không ai là được như thầy đâu ạ. Nên là cái điều tâm đắc nhất mà em biết ơn, em rất là biết ơn thầy là đã chỉ dạy cho em và hướng dẫn em một cách tỉ mỉ nhất, tận tình nhất, mà em chưa thấy người thầy nào mà tuyệt vời hơn như thế đâu ạ. Có những cái nền tảng mà khi mà biết tới thầy thì em mới biết đến, còn đâu lúc mà chưa biết tới thầy Là thì em cái không gì? biết. Ví dụ là cái gì? Cụ thể là như là thầy cho vào những cái trang web và những cái như là shoplook.net ạ, để tìm được những cái trend nhất bây giờ, những cái phần mềm mới nhất để cập nhật những cái hiệu quả nhất bây giờ ạ, để cho mọi người có thể kiếm được tiền rất là nhanh. Nên là đi đầu nữa là thầy lại về một cái chuyên môn nữa là về cái TikTok Trung Quốc, cho nên là em rất là tâm đắc cái bài học này của thầy ạ. Rồi, em cảm ơn thầy, em cảm ơn cả lớp ạ. Ok. Có hài lòng với lớp không? Đó, Hài lòng với số tiền em bỏ ra. rất là hài lòng được khoảng tầm mà 98%. Sao còn 2% là có gì nữa? Làm sao phải hài lòng nhất? Chứ Còn có gì 2% để tiếp tục học lớp với thầy trong vòng 6 không? tháng Ok, ạ. cảm Em cảm ơn thầy ạ. ơn. Cảm ơn. Cảm ơn Vâng. nha. Quang và dạ, xin mời anh Quang em vào feedback. Xin mời anh Quang. Vâng, xin chào thầy Duẩn và chào các anh chị em ở trong lớp. Vâng, vừa rồi thì trải qua cái lớp học bên thầy Duẩn cùng với các bạn thì bên Quang thì chuyên phân phối các dòng đầy dây tai thì cũng đã học hỏi được rất nhiều kiến thức, đặc biệt là với những người có trung tuổi như Quang thì cập nhật cái công nghệ nó cũng hơi chậm, nhưng mà thầy cũng đã rất là nhiệt tình, thầy chỉ bảo có thể gọi là cầm tay chỉ việc đấy, cho nên là một cái người trung tuổi như mình cũng tiếp thu được cái kiến thức rất là nhiều, đặc biệt mình mở rộng thêm được cái tầm hiểu biết của mình, đặc biệt là cái kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử như là TikTok đang rất là hot. Rồi mình cũng biết sử dụng đến chat GPT cũng như các phần mềm Google Dịch. Đấy mình học hỏi được rất nhiều. Đặc biệt là thầy có những cái ý tưởng rất hay để cho mọi người không chỉ vì cái chuyên ngành lấy dây tai mà tất cả mọi chuyên ngành đều thầy chỉ ra những cái ý tưởng để mình áp dụng với cái chuyên ngành của mình. Thì đó cũng là một cái rất là hay. Đấy thì trong tương lai thì đặc biệt là thầy chỉ cho cách kinh doanh các sản phẩm từ Trung Quốc. Đấy ví dụ như trang web 1688 rồi mình tìm hiểu mình tìm các mặt hàng nào hot như thế nào mình áp dụng để mình tìm ra cái giá gốc được cái giá chênh lệch đối với người mua mình tính được cái lợi nhuận đấy cũng là một cái điều rất là bổ ích và đặc biệt là trong lớp này thì có rất nhiều bạn rất là sôi nổi mình đưa ra những ý kiến để không chỉ học hỏi thầy mà còn học hỏi các bạn xung quanh nữa. Đúng là một cái lớp rất là ý nghĩa đối với Quang và hy vọng rằng
mọi người có thể liên hệ với thầy Duẩn để cập nhật thêm kiến thức mình còn đang thiếu. Xin chân thành cảm ơn thầy và các bạn. Cảm ơn Quang nha. Xin mời chưa, chào các bạn cảm nhận. Chào thầy, chào mọi người trong lớp ạ. Thì sau 3 ngày, 4 buổi thôi thầy, 4 buổi học thì em cảm thấy là lớp em nhận được rất là nhiều các kiến thức từ thầy, đặc biệt là ý tưởng để em bắt đầu em làm những cái video, cái dạng video mới. Tại vì ngày trước thì tụi em chỉ làm video review thôi, chủ yếu là review về bất động sản thôi. Thì giờ thì tụi em có những cái ý tưởng là những cái câu chuyện nó sẽ hay hơn, nó sẽ thu hút người xem nhiều hơn. Đó là những cái mà em nhận được từ thầy, và đặc biệt là thì em cũng đang quan tâm đến cái vấn đề về việc livestream ấy. Thì thầy vừa rồi buổi tối hôm nay thì thầy chia sẻ cho em được rất là nhiều các kiến thức cũng như là các kịch bản livestream, thì đây là những cái điều mà em đang cần tìm ở trong cái lớp học của thầy. Còn ý tưởng thì em cảm thấy là cái chỗ ChatGPT ấy, thì thật sự là trước giờ thì em cũng có dùng ChatGPT rồi, nhưng mà em không có nghĩ là có thể là mình dịch cái kịch bản của thằng Trung Quốc xong rồi dịch sang tiếng Việt và nó dịch hay như vậy. Thì trước giờ thì nếu mà dịch bằng Google thì khá là lâu và nó bị sai nghĩa hơi bị nhiều á. Thì nhờ có thầy hướng dẫn cho cái phần ChatGPT này thì em cảm thấy là em tìm được các cái kịch bản nó dễ dàng hơn đó. Dạ rồi, em xin cảm ơn ạ. Cảm ơn chú rất nhiều. Còn xin mời Ngọc Hiện. Xin mời. Dạ. Chào thầy nha, chào tất cả các bạn ở trong khóa K25. Thì trước khi mà để phát biểu về cái khóa học K25 này thì em cũng chia sẻ một chút. Em chơi TikTok từ năm 2017, 18, tức là từ khi bắt TikTok, em đã có tài khoản TikTok và đã biết dùng TikTok để quay video, lấy nhạc để đăng lên trên Facebook cá nhân của mình. Thì chúng ta đều biết là TikTok thì nền tảng của nó xuất phát từ Trung Quốc. Và sau đó em đã học rất nhiều thầy và em đã qua rất nhiều lớp đào tạo để có thể lên xu hướng được. Và năm 2022 khi TikTok bắt đầu gắn giỏ hàng thì em cũng bắt đầu lập TikTok seller từ năm 2022. Và cũng bắt đầu gắn giỏ hàng, cũng bắt đầu livestream ăn gậy vi phạm. Tóm lại là kênh TikTok này đã là kênh thứ bao nhiêu em không thể nhớ nổi nữa. Nghĩa là em lập TikTok chỉ trong nháy mắt thôi, em đã lập được TikTok chỉ trong nháy mắt, em đã lập được giỏ hàng. Chỉ trong nháy mắt book được follow, có nghĩa là em biết làm rất nhiều những cái thao tác ở trên TikTok nhưng em không thể lên xu hướng được. Và khi bắt đầu vô tình trong một cái lớp học của thầy Hương Huỳnh thì em được học 2 buổi với thầy Duẩn. Tức là lúc này là đã xem video của Hà Văn Duẩn ở trên TikTok rồi, ông đầu trọc rất là nhớ. Lại rất là nhớ bởi vì cái giọng nói rất là to, rất là năng lượng. Và sau đó thì thấy vô tình là thầy Hưng lại mời dạy để TikTok China. Và sau đó em mới phát hiện ra là đúng rồi, bây giờ tất tần tật TikTok là nó xuất phát từ Trung Quốc. Và tất cả các cái mà mình muốn lên xu hướng hoặc là những cái gì đó của Trung Quốc thì mới cái thứ hai đó là bắt đầu lúc này em mới có tư duy là người Việt Nam mình thì phụ thuộc vào Trung Quốc rất là nhiều về hàng hóa. Thứ nhất là hàng gia dụng đi, gia dụng này, quần áo này, may mặc này, nói chung là đều xuất phát từ Trung Quốc rất là nhiều. Và sau đó tiếp tục được học thêm 2 buổi với thầy Duẩn ở tiếp tục ở cái K3 35 của thầy Hưng. Đấy, sau đó vẫn xem các cái link của thầy Duẩn gửi nhưng vẫn được vì không làm được. Đấy, và cuối cùng là gì, trong một cái lần là thầy Duẩn là hỗ trợ phân tích sốt lút thì được đăng ký khóa học TikTok China của thầy và được thầy tặng, tức là đăng ký khóa sau được tặng khóa trước. Và thật sự là trong cái khóa học này bây giờ em đang điều khiển một lúc 3 kênh TikTok ạ. Em đang điều khiển một lúc 3 kênh TikTok, một kênh đó là KOC chia sẻ giá trị. Đấy, tức là mình quay video rồi mình ngồi mình nói, mình lồng tiếng, mình vlog thì cũng video đăng lên nói chung là cũng được tầm 4 đến 5 nghìn view. Đấy, kênh thứ hai là em đang xây theo cái dạng kịch bản mẹ con giống như thầy nói. Và kênh số 3 đó là khi mà em biết được WeChat này, Xiao Su này và Naui này, các Trung Quốc này, thì tự nhiên em có một cái đó là em bắt đầu em tìm được cái trend của Trung Quốc, tức là những cái hàng nào mà Trung Quốc nó hot, nó vừa mới ra mà nó chưa cập nhật về Việt Nam nhiều. Tức là em tìm ở trên, giống như thầy, em tìm trên các nền tảng như Shopee các thứ, em làm đúng mô phỏng của thầy luôn, mà em thấy nó bắt đầu nó kiểu nó đang manh nha là nó hot và cái giá của nó đang rất là lộn xộn, thị trường chưa định giá, thì em bắt đầu em biết gì up video từ Douyin về, tại không có logo này, sau đó biết xóa tiếng Trung Quốc đi này, sau đó biết lồng phụ đề tiếng Việt vào này, tăng lên. Và cứ mỗi ngày thì nói chung ngày em bán được 1 sản phẩm, ngày 2 sản phẩm em bán tiếp thị liên kết ở trên cái kênh đó, em rất là vui, mặc dù mới kiếm được vài trăm nghìn thôi nhưng mà cảm thấy rất là vui bởi vì nó có kết quả ngay. Cái thứ ba nữa là khi mà em thấy là thầy có một cái đó là thứ nhất là thầy kèm cho đến khi làm bằng được thì thôi, cái thứ hai đó là thầy, tức là giống như là mình hỏi thầy bất kỳ lúc nào cũng được thầy trả lời ngay, so với cái việc mà em học những cái thầy khác thì em thích như thế bởi vì cái phản ứng của em rất là nhanh. Ví dụ như em chỉ cần thấy thầy chia sẻ này, thầy có cái Gmail là tỷ phú Hà Văn Duẩn, em ngay lập tức em lập Gmail của em là tỷ phú Phạm Thu Hiền luôn. Có nghĩa là em là một người mô phỏng rất là nhanh và em rất thích cái sự nhanh nhạy. Đấy, em đã là một người làm hệ thống lên đến mấy chục tỷ một tháng và quản lý hơn 1.000 đại lý. Em là một người xử lý công việc rất là nhanh, trả lời rất là nhanh và em rất thích cái phong cách của thầy. Hỏi phát là em được giải đáp ngay. Em hỏi phát là em được giải đáp ngay. Thì đó là một cái mà em cảm thấy, có nghĩa là nó trùng cái trường năng lượng với nhau và em cảm thấy thực sự khi mà mình khao khát thì người thầy sẽ xuất hiện. Khi mà em khao khát xây kênh chia sẻ giá trị thì em gặp Huỳnh Duy Hưng. Đấy, khi mà em khao khát học quay và edit video thì em gặp Bùi Hữu Mạnh, cũng là Eagle Game của thầy Long. Và khi mà em khao khát em muốn học TikTok China, muốn lên xu hướng thì em gặp Hà Văn Duẩn. Có lại là em cảm thấy cái cuộc đời của em, cái luật hấp dẫn nó cũng khá ok. Và một cái thứ năm nữa mà ở thầy có mà em rất là thích đó là về công nghệ, thầy rất là nhanh và em là phụ nữ nhưng mà em lại rất thích tìm hiểu công nghệ. Cái thứ sáu nữa đó là thầy hay hướng dẫn cho bọn em rất nhiều những cái phần mềm free. Đấy, ví dụ như cái câu hỏi cái phần mềm answer đó, có nghĩa là tự nhiên em nhập cái son môi và nó ra 50 câu hỏi về son môi, trời em cái kênh son môi của em quá sung sướng luôn. Bây giờ em cứ bật máy lên 5 phút đẹp, em quay em có video em edit xong. Sau đó em nhập là mỹ phẩm và nó ra 50 câu hỏi về mỹ phẩm, có nghĩa là những cái chủ đề, những cái câu hỏi để em ngồi em livestream. Em thấy rất là phấn khích những cái đấy. Thì thầy là đầu tiên là
thương học trò, cho học trò sử dụng project, xong những thầy khác là bao giờ cũng hướng dẫn những phần mềm trả phí. Đó là nói thật, em dùng, em học rất nhiều thầy, đôi khi học phí của em chỉ 10 triệu, 20 triệu, nhưng dùng những cái phần mềm đó, một tháng 500, 1 triệu, em dùng miết luôn, từ Zoom giết các kiểu là đều hướng dẫn sử dụng, mất phí hết. Đấy, thì đấy là 6 cái ở trong cái lớp K25 của thầy Duẩn, mặc dù đúng là nhiễu duyên, nhưng mà em cảm thấy thực sự là em đang có một cái nguồn năng lượng rất lớn để kiếm tiền từ TikTok, mà trong khi đó em học TikTok bao nhiêu năm rồi, em chưa có cái nguồn năng lượng này, nhưng mà lần này em có một cái nguồn năng lượng kiếm tiền khổng lồ đến nỗi em có thể điều hành 3 kênh TikTok trong vòng một ngày và không ngày nào em bỏ sót video cả. Em cảm ơn thầy và ekip của thầy rất là nhiều. Xin cảm ơn Thu Hiền, tuyệt vời quá, rất là hay. Xin cảm ơn Hiền rất nhiều nhá, tuyệt vời quá. Em xin chào thầy giáo và tất cả các anh chị học viên trong cái khóa K24 vừa rồi. Em là một người mà tham gia TikTok thì cũng từ năm 2019 theo cái hệ thống tự do thôi. Em cứ thấy những cái hệ thống mà người ta như là Collagen, Diệp Lục gì đấy họ giỏi lắm, thì là mình bán hàng bên Facebook nó không được, thì mình cũng thấy người ta bảo làm TikTok giỏi lắm, hay lắm, chỉ cần đọc vài câu thơ là được 1.000, 2.000 người xem, cả triệu người xem thôi. Thì lúc đấy thì em cứ đi theo họ thôi, là họ làm gì em làm theo đấy. Nhưng mà về sau thì tự dưng đang suốt ngày vuốt TikTok, suốt ngày để tìm những cái kiến thức học hay, thì đăng một video thì nó lên xu hướng, thế là em cứ thế em làm theo. Okay. Thì trong khi đó thì vừa mới làm được tầm khoảng là đăng liên tục thì được 7 tháng đã kiếm tiền, toàn đi đơn ngoài thôi. Thì sau đó thì lại làm tiếp kênh tiếp theo là nhờ cái khóa học của cái anh bên kia, cái anh bạn trẻ kia. Okay. Nhưng mà lúc đấy cái sản phẩm của mình làm là nó, mình đã biết là cấm trên cái nền tảng này rồi, nhưng mình vẫn cố làm, mình không biết thông tin, mình không hiểu thông tin, mình bỏ ra ít tiền quá. Okay. Mình học cho nên là nó không đi đúng đường. Khi không đi đúng đường thì không bao giờ được đến đích. Đấy, thà mình đi chậm, mình đến đích tốt và tìm được người thầy tốt thì sẽ được đến, cứ rùa cũng đến được đích. Đấy, nhưng mà vì là mình ngay từ đầu mình đã làm sai, mình biết như thế rồi, cái tư duy mình kém, tư duy mình cứ cố chấp là mình cứ phải là bán cái gì làm cái đấy, rất cố chấp như thế. Mình không biết, vì không có thầy, ngày nào cũng vuốt để tìm thầy, lướt qua thầy rất nhiều rồi, xem rất nhiều rồi, nhưng còn đắn đo, nhưng còn vì sao thế này thế kia, đi sai đường rồi lại đi lên núi làm những trò khác, làm YouTube, làm các thứ, tốn rất nhiều tiền, rất nhiều công sức. Có một hôm cái móng chân nó bật ra, vì đi núi nhiều quá móng chân nó bật ra, thì là ở nhà nghiên cứu tìm hiểu thì cũng quá nhiều thầy dọa về cái vấn đề là thằng nào mà mở TikTok shop ra thì sẽ bị bay màu bay kênh liên đới các thứ. Ui, ong hết đầu, sợ quá, không dám làm nữa. Không làm, không dám làm. Ok. Thì hôm đấy trong đầu nghĩ bây giờ làm thế nào đây, bây giờ mình đi đâu về đâu làm thế nào, đi lại đi lên núi hay thế nào, vì cái móng chân bật ra. Nghiêm túc tìm hiểu và cũng vuốt nhiều rồi, cũng tìm hiểu nhiều chỗ rồi. Người ta đòi 19-20 triệu, người ta đòi 30 triệu, lấy đâu ra tiền. Mà tiền đi quay video thì đi sai đường, cho nên quay cái kênh rất to, 40-50 nghìn người follow. Thật sự nấu nướng rất nhiều món ngon đấy, ai quay cũng phải nhìn, diễn rất hay, thích bỏ, nhưng không có tiền từ đấy. Làm gì không có tiền à? Kênh Mi núi Hà Giang hay Mi núi Xin Chào đấy, còn hai cái kênh phụ kia thì gần như nó đang bị bóp rồi. Bóp rồi, đã gọi điện cho thầy một lần rồi, thầy bảo không có tiền à, doanh nghiệp kém à, thế này kia à, bóp rồi à. Thì hôm đấy là thầy bảo là xây kênh lại đi, làm đúng như thế này, giống cái bạn này này. Thế là bắt đầu em làm lại, sau khi làm lại rồi thì lại không có tiền để làm sao để mở được cái TikTok shop ra. Thì thầy bảo là học đi đã thì mới mở, không học không làm được. Đúng thế, đây là em không muốn học, em muốn làm luôn để nhanh nhanh có tiền tiêu Tết. Đấy, nếu mà thầy mà không rắn thì là không học lớp này thì không có được kiến thức, chỉ biết cắt rồi quay video rồi các thứ thôi, chứ không biết đến WeChat, không biết đến ChatGPT. Thấy người ta nói rồi nhưng mình không có thời gian để tìm hiểu. Thứ hai nữa là TikTok Trung Quốc thì ôi trời ơi, khi mà trong một tiếng hai tiếng tải được TikTok Trung Quốc, bạn trợ lý của thầy bảo chị có muốn về Việt Nam không, bảo không, chị không muốn về Việt Nam, chị để in nguyên để chị che để chị học. Trời ơi, nó livestream đỉnh cao là đây, mang in nguyên ở bên đó thôi, về Việt Nam thôi đã ngon rồi đấy. Người ta làm thật, nhưng như ví dụ như bán cái thịt treo gác bếp của Việt Nam mình, làm một cái sản phẩm như này lên chỉ dơ như này nói thôi, nhưng kiểu không ăn một cái lò đang treo ra làm luôn, ăn luôn, luôn thực tế luôn, mua đi, không nhìn xuống livestream nó không muốn rời mắt. Mình là bán hàng của bếp xèo đúng không? Mình là bán từ bếp xèo luôn. Thế thì đỉnh cao nó như thế, mình học luôn livestream như thế luôn, mình làm đúng như thế, mình thắng lợi. Đúng rồi. Vì nó mở ra livestream nó không ngửa. Như trước nữa, bà làm sao nói được 2-3 tiếng, làm sao nói được cả ngày, nó bật livestream lên, nó cứ làm việc thế này thôi. Nó không cần phải ngồi nghỉ cả. Đấy, thực tế ông chăn gà, ông bán gà thì ông ngồi ở chung gà, cả đàn gà đấy. Gà ăn đúng không? Vâng, rất là dễ thôi, nhìn thấy thế là mình thấy mình học. Mình nhìn thấy mình học. Và thứ hai là kiến thức nó nhiều cái thứ khác nữa. Bây giờ làm video nó không phải mất quá nhiều tiền công sức như em suốt ngày đi núi đi rừng nữa, mệt quá mà nó không có kết quả. Đúng không? Bây giờ là xu hướng bây giờ là livestream, mà livestream như nào vừa chân thực vừa tốt và không mệt mình, bán hàng luôn qua livestream đấy mới là tốt. Còn video thì em vẫn làm, nhưng mà em không tập trung vào video nữa, em vào chuyên nghiệp hơn, nó ngắn hơn và nó nhàn hơn.
rất là nhiều, không phải tốn cả 7-8 ngày đi lên núi làm cả một cái nhà là trong mà không giải quyết vấn đề. Chỉ đẹp thôi, nhiều người xem, không giải quyết vấn đề, không có tiền. Đúng không ạ? Thuê cả đội đi rồi là người nó mệt lắm, mệt lắm. Có đợt phải đi núi mất phải 2 tháng chỉ có ở viện thôi. Công ty khuẩn lắm người, mình trẻ, mình chuyên gian không làm được, nhưng mà thực sự là nhờ cái lớp này. Đấy, bắt ép em học cuối cùng nó lại được một bước như này. Mà em ở tận Hà Giang này là mi núi đấy, nhưng mà được cái kiến thức này ở tận Trung Quốc đó, thầy mang về đây mà không cần phải phải quá nhiều đầu suy nghĩ. Nguyên cái lập kênh làm shop rồi em cũng đã thấy rắc rối quá rồi, nhưng mà thật sự là nhờ có sự chỉ dẫn của thầy tận tình thì cái công nghệ thì em cũng sẽ học từ từ dần dần, em cũng sẽ chạy kịp được mọi người. Và em rủ em đi từ từ, mọi người cứ đi trước đi. Ok. Em học được cái livestream. Em mở não ra là livestream đấy. Đa kênh. Rất tốt rồi. Làm đẹp, quay đẹp, cắt trước các thứ là đẹp. Em nghĩ như thế là tưởng là đỉnh cao rồi nhưng không kiếm được tiền. Nhưng mà qua cái lớp học này thì đúng chia sẻ thật sự bản thân của mình là như vậy. Là phải có tiền đã thì mới vực được đạo. Đấy, thì là cái cảm nhận của em như vậy. Thì những cái công nghệ kia nó giúp ích cho mình rất là nhiều, mình đi nhanh hơn, đi tắt hơn. Và học hỏi bạn của mình, bè của mình, học thầy, học những cái bạn bè cùng lớp, cũng như là các bạn bè ở bên Trung Quốc, họ làm live stream rất đỉnh cao, gọi là truyền hình của mình không là gì so với họ. Ok, rất tuyệt vời luôn. Và em xin cảm ơn cái lớp học này rất là nhiều. Và để mà cập nhật được những cái thông tin này, không có gì là bằng thông tin. Đi trước đón đầu thì sẽ chiến thắng. Cảm ơn Minh Núi, tuyệt vời quá rồi.